Anh Nguyên, mượn một cái dây, khỏi 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 cái đấy, xin lỗi, được mượn cái dây của anh. Ở đây mình tiếp tục cái project ngày hôm qua ha. Mình sẽ sử dụng trên một project thôi. Mình add một cái device. Con của mình là 2.2 ha. Con của mình là 2.2. Rồi. Ha. Do cái trên hôm qua mình đã chuyển qua cái version 4 rồi nên mình không sử dụng nó nữa. Anh uống đi. Không uống đi. Mình không có ai với ai uống đi ha. Mình không có uống được cà phê. Add new block ha. Mình sẽ tạo ra một cái FC, mình đặt là FC 1.5. Cái tên đấy, scale ha. Scale. Rồi, mặc định nó sẽ để auto là nó sẽ chọn ra một cái FC của mình, nhưng mà mình không thích cái auto đấy, mình thích menu tự mình đặt cái đấy. 1.5. Ok. Rồi giờ có hai cách, như là cách mình sẽ sử dụng. Cách một đó là sử dụng function như hôm qua để mọi người tiện lợi, mọi người đã làm với nó rồi giờ chỉ ứng dụng lại thôi. Cách thứ hai là mình sẽ viết lại cái coding đấy hoàn toàn luôn. Cách thứ ba là viết bằng ngôn ngữ SQL, mất một dòng thôi. Ở đây mình sẽ lấy hai cái function hôm qua ra. Đầu tiên là NoMo đúng không? Rồi sẽ là scale. Rồi ở đây mọi người sẽ thấy nếu mà mình viết một cái function bình thường như thế này và mình không khai báo bất kỳ ha, nó có hai định dạng. Mình tạo ra một cái FC bất kỳ. Cái chương trình ở đây mình gọi là chương trình con sprouting. Với chức năng của sprouting này nó chỉ làm thay vì mình viết quá nhiều network quá nhiều cái network và mình khó có thể kiểm soát được cái hệ thống nó chạy, thì mình thay vì đó mình cắt máy 1 vào một cái network, vào một cái block net 2, máy 2 vào một cái block khác, mình kêu ra vậy. Đấy. Nhưng mà nếu làm như vậy á, thì có những cái hệ thống cúp máy nó hoạt động giống nhau, mình lại phải coding lại nhiều lần. Thì chúng ta mới sử dụng một cái phương pháp là chương trình con có tham số. Chương trình con có tham số. Với chương trình con có tham số á, thì khi đó mình có thể tái sử dụng lại cái function và mình sẽ sử dụng cái thằng FC 1.5 ở đây như là một cái chương trình con có tham số. Như ở đây nó chưa có tham số, cả hai cái chưa có tham số. Vậy để khai báo tham số của nó thì người dùng phải từ định nghĩa, từ ý nghĩa của thực tế của mình là phải sử dụng bao nhiêu. Ví dụ từ công thức value fx bằng ax cộng b của chúng ta ở đây thì chúng ta cũng có những tham số và chúng ta phải xác định được đâu là tham số đầu vào, đâu là tham số đầu ra. Thì trong đó value là giá trị hiển thị cuối cùng chúng ta đạt được thì nó là tham số đầu ra. Ở một cái function như thế này thì tham số đầu vào nó sẽ nằm ở vị trí cùng vị trí với n, tham số đầu ra sẽ nằm cùng vị trí với n. Và trong đó chúng ta có một tham số biến thiên là tham số x. Như vậy tham số x phải là tham số đầu vào.
Còn các cái giá trị số do người dùng xác định hệ thống, và chúng ta không biết cái giá trị đấy cố định hay không. Nếu cố định thì chúng ta sẽ gán cho nó bằng một cái constant, một hàng số cụ thể. Còn nếu nó không là một cái giá trị, nó biến thiên trong cái tầm đấy, hoặc do người dùng định lượng được tốt đặn, thì đó là giá trị có vào. Thì ở đây mình chỉ cần xác định đầu vào. Như vậy cái hệ thống của chúng ta sẽ có các cái đầu vào. Chúng ta vào đây chúng ta sẽ sử dụng các đinh của nó. Mở cửa sổ giao diện ra ha. Mở cửa sổ giao diện ra thì nó sẽ hiển thị ra như thế này. Trên đây chúng ta phải xác định được đầu vào, đầu ra và in out, và cả vào ra. Thì cả vào ra nghĩa là gì? Trong một số hệ thống thì giá trị của chúng ta vừa có thể nhập vào hoặc chúng ta sử dụng để nó tính toán, nó hiển thị ra cho chúng ta. Thì ở đây value input của chúng ta là P equal, đúng không? P equal tức là cái channel của chúng ta đó. Thì chúng ta sẽ sử dụng là kiểu số là integer. Chúng ta có các hệ số K1 là integer luôn, K2 là integer. Chúng ta có min là giá trị nhỏ nhất mà cảm biến đo được, là real. Giá trị max hay còn gọi là high á, là real. Rồi chúng ta sẽ có giá trị ngó ra là value của cảm biến sẽ phải là real. Đó, value của cảm biến. Và đồng thời khi tính toán nó sẽ có những cái tham số mà chưa xác định thì kệ nó, chưa cần quan tâm. Đóng lại, combine cái, ok nó ra đúng lỗi. Lý do đơn giản ở đây ấy, là mình không phải chưa có gì, có rồi đấy mà chưa có khai báo. Đó. Mọi người lưu ý đối với chẩn đoán lỗi thì mọi người phải coi combine xong rồi coi bảng lỗi, coi các cái lỗi nó hiển thị là gì. Chỉ cần click vào nó sẽ đưa chúng ta tới đúng cái vị trí đấy. Thì khi đó mọi người sẽ coi cái giao diện interface nó sẽ bị thay đổi nè ha. Khi đó giao diện interface của chúng ta nó sẽ thay đổi như thế này. Với hàm này thì chúng ta có thể tái sử dụng lại ở những cái project khác, cùng viết trên S7002. Ở đây giờ mình sẽ xác định công thức của nó quá đơn giản rồi. Input in này thì chúng ta sẽ có là value của nó là PI work. Min của nó chính là K1, max là K2. Giá trị output là một cái tem bất kỳ thì chúng ta đặt là tem 1. Chưa xác định được giá trị thì nó chỉ có là real hoặc là long real. Rồi, nói về kiểu dữ liệu tới đây nói luôn, real là gì? Real là một kiểu dữ liệu mang số liệu là 32 bit. Đó. Nó chung với các cái chuẩn khác. Long real là kiểu dữ liệu mang tới 64 bit. Mình chưa xài cái kiểu đấy. Ở đây á, khi định nghĩa nó sẽ sử dụng là global. Lưu ý trong function khi đã viết dưới dạng, trong function khi đã viết dưới dạng là một hàm function block hoặc function có các cái tham số
mà được tái sử dụng lại thì chúng ta sẽ không sử dụng một cái biến global nào ở đây mà nó có thể thay đổi, mà chúng ta phải sử dụng là một cái biến theo dạng truy xuất nhập hoặc xuất ra, hoặc chúng ta sẽ sử dụng cái biến đấy lưu trữ tạm thời thì chúng ta chuyển về local stamp tempo giá trị lưu trữ tạm thời. Rồi, công thức này hôm qua có nói rồi, chỉ từ đầu này qua đầu kia. Đó. Rồi, nó là min, max. Rồi, mình có một giá trị là out. À, quên, value. Cell combine. Như vậy chúng ta có một hàm hoàn chỉnh như thế này. Giờ chúng ta sẽ để vào đây PI work 64. Rồi cái tên này xấu quá, mình rename lại thôi. Chứ nó không. Không. 27648. Rồi. Giờ mình đọc từ 10 cm. Giờ mình không thích đọc ra vô nữa, tự dưng cuối cùng quy đổi của mình ra cm mình hiển thị, thì mình đọc chi đấy, 10 cm, 10 mini cho tới là 100 mini. Đấy, kiểu như vậy thì value của mình ra nó sẽ nằm trong tầm là từ 10 cho tới 100. Cuối cùng ở đây mình sẽ là cái này viết được tiếng Việt nhé. Với tia một câu thì người dùng có thể viết cái tiếng Việt của mình vào trong đấy được. Rồi, anh Nguyên đưa mình mượn cái. Ok. Download chương trình. Nếu không có IP thì tự động nó hiển thị ra và nó hỏi này muốn cấp IP không, thì tất nhiên chọn Yes thì phải chọn. À, có một lỗi xảy ra trong quá trình combine, cái network số 2 của chúng ta có vấn đề. Cái này chúng ta viết rồi. Bài, ok. Finish. Đấy, với giá trị này thì nó hiển thị đang ở tầm là 33 cm hoặc mini đồ, tùy theo chúng ta quy định cái đấy là cái loại nào đối với cái loại cảm biến của chúng ta tương ứng đọc centi hay đọc mini, thì đó là cho chúng ta lựa chọn. Còn giá trị chúng ta đọc về thì chắc chắn là nó phải hiển thị rồi.
tầm này. Thay vì giờ chúng ta đọc từ 0 tới 10 V, nó hiển thị ra từ 0 tới 10 V, rồi mình lại phải keo lại để nó nằm trong cái tầm này. Thì với công thức này mặc định nó đã chuyển đổi cho chúng ta một lần và mãi mãi rồi. Và chúng ta có thể tái sử dụng lại đối với hay thì chúng ta phải nhập liệu lại quá nhiều thứ, thì với hàm keo này thì chúng ta có đọc bao nhiêu cũng vậy. Và đặc biệt mọi người lưu ý, nếu chúng ta viết function theo dạng tích hợp như thế này và tái sử dụng lại, vòng quét của PUC sẽ giảm xuống cũng khá nhiều. Ví dụ ở đây chúng ta có một con đỉnh. Đấy là tại vì lý do tại sao chúng ta phải dùng chương trình con. Chúng ta có một cái đoạn chương trình cái này có khoảng 10 dòng lệnh, 10 network. Chúng ta điều khiển cho M1, M2 thì chúng ta lại cũng phạm lắp làm cho 10 network tiếp theo, M3 lắp, chúng ta cũng phải 10 network tiếp theo. Như vậy nếu tính về cái việc mà chúng ta chỉ cần thay tham số, copy và thay tham số lại thôi, thì chúng ta cũng đã gặp rắc rối rồi. Thứ hai, viết như vậy vòng quét của cái này là 10 thì cái này cũng mất 10, cái này cũng mất 10. Nhưng nếu chúng ta gom lại thành cái này, nguyên cái 10 cái đoạn network này quy trình hoạt động giống nhau, chúng ta đưa vào một cái function là fcxx thì với một cái fcxx thì khi đó chúng ta lập lại 3 lần, tức là chúng ta gọi lại 3 ở 3 network khác nhau. Tất nhiên cái này mất 30 mili giây, giả sử vậy thì không có nghĩa là cái này sẽ chỉ còn 10, nó lập lại 3 lần thì có thể nó mất 15 mili giây, dung lượng sẽ giảm xuống, vòng quét sẽ giảm xuống, tốc độ PUC sẽ xử lý nhanh hơn. Tên là lợi điểm khác nhau giữa các cái hãng mà nó sử dụng các cái tích hợp về function và một cái đó là PUC mà chúng ta phải viết tuần tự từ trên xuống dưới. Chương trình con nằm lợi ở vị trí này. Đấy là lợi ích của chúng ta sử dụng chương trình con và tái sử dụng lại được cái thư viện này. Thì ở đây á, thì đây nếu chúng ta thấy cái thư viện này nó hữu ích và nó cần thiết để chúng ta tái sử dụng lại, thì chúng ta sẽ tạo ra một cái project library để chúng ta tái sử dụng lại trong những cái project này, hoặc chúng ta sẽ sử dụng global library. Global library là thư viện toàn cục mà người dùng sử dụng có thể tái sử dụng cho những project khác chứ không phải là mỗi project này, và nó có thể cấu hình ví dụ như là ở đây mình tạo ra một cái là workshop S7002. Rồi. Click. Ok.
Thì với cái này chúng ta muốn có thể lưu trữ lại cái library này. Chúng ta cầm kéo nhả. Rồi anh thấy sao lại lôi thả ra. Rồi giờ bất kỳ một project khác, tôi sẽ mở một cái project khác ra. Hoặc tạo rồi, rồi tạo ra một cái project khác. Việc lập trình của chúng ta không phải là chúng ta lập trình cái đấy được hay không, mà chúng ta mất thời gian bao lâu để lập trình hệ thống đấy. Tại vì chắc chắn các bạn nhận tiền lương là để các bạn làm được chuyện đó. Cầm khi đó các bạn kéo ra là mở thư viện đấy ra, cầm kéo sang những cái project nào chúng ta sử dụng đấy, xong tái sử dụng lại cái nguồn lực này, không phải làm gì hết. Nhưng có những cái project các bạn làm tốt, rất tốt rồi, thì những cái project sau gần như các bạn sẽ ngồi chơi rất là nhiều. Tất nhiên ở đây không có nghĩa là ngồi chơi mà mình phải clean lại, nhưng mà nó nhẹ nhàng hơn ở chỗ mình không phải đau đầu, mình phải viết lại rồi mình phải chỉnh sửa cực một lần duy nhất cho tất cả. Đó. Còn nếu các bạn thấy cái cấu hình con PC hoặc cái hệ thống đấy hay sử dụng, ok, cầm luôn cái này kéo vào đây, không sao cả. Những cái standard chưa kết nối cầm kéo vào và nó link lại, mình chỉ thay đổi tham số hoặc cái gì đó tùy mình lưu lại. Còn nếu mà muốn copy cái project này, copy cái thư viện đấy cho người khác thì chỉ cần, đây là cái folder mà tôi chọn đường dẫn tới, copy thư viện này là xong, không có có phức tạp gì cả, và người ta chỉ cần chọn tới đường dẫn thư viện này là được. Rồi đây là hàm keo viết hàm scale viết dưới dạng sử dụng hai cái ngõ vào như thế này nhá. Hàm keo sử dụng hai cái hàm này. Còn giờ tôi sẽ viết một cái hàm keo không sử dụng cái hai hàm này mà sử dụng đúng cái công thức ở trên đây. Chẳng qua công thức ở trên đây á, được thể hiện bằng hai hàm này. Giờ tôi không sử dụng hai cái hàm này để hỗ trợ nữa. Tự viết lại. Add một nguyên block, tạo ra function gọi là keo AI chẳng hạn. Ok. Về nguyên tắc tôi cũng phải khai báo đầy đủ các tham số nó giống nhau mà. Nó sẽ có là keyword integer K1, integer K2, integer min, real, max, real, output của tôi là value AI, real. Cái đầu tôi không gọi là AI, tôi gọi là sensor. Chắc luôn. Đây ra. Nó cũng vậy thôi. Không gì khác cả. Chẳng qua cho chữ nhiều hơn, dài hơn. Bạn thích gắn lại.
ba cái ra bên này, cái màu của nó là chót luôn, tức là những gì chúng ta làm rồi á, nó bị thay đổi thì chúng ta bấm chuột phải, chọn vào update block, chọn sang cái này, ok. Đó, vậy thôi, chỉnh sửa cái gì, update cái gì, thích làm gì cũng được. Rồi còn việc còn lại của chúng ta đó là gì? Viết công thức. Rồi giờ học lại toán học. Học lại toán học. Hai số khác kiểu dữ liệu có làm việc được với nhau không? Không. Vậy giờ số real và số integer phải chuyển về số nào? Real. Cứ nhớ về một nguyên tắc, vùng nhớ cấp thấp phải chuyển về vùng nhớ cấp cao. Dữ liệu cấp nhỏ phải chuyển về dữ liệu cấp lớn, bao trùm là được rồi. Như vậy ở đây chúng ta sẽ có công thức là x trừ k1 chia k2 trừ k1. Nếu mà chúng ta để mặc định giá trị như thế này á thì chắc chắn một điều á là giá trị của chúng ta không đúng. Tại vì khi chúng ta trừ xong không có gì thay đổi. Nhưng mà sau khi chúng ta thực hiện xong á, chúng ta chia thì nó sẽ chia ra phần dư. Ví dụ như là 10 chia 3 thì bằng 3 dư 1. Nó sẽ cái mod 1 nó sẽ bị mất đi. À, chúng ta như vậy chúng ta đã bị đi mất 30% sai lệch rồi. Thì ở đây chúng ta sẽ làm thế này. Cũng thực hiện khắc trừ luôn. Chúng ta nếu mà chúng ta không sử dụng hàm thì chúng ta phải dùng nhiều cái biến hơn. Chẳng qua chúng ta sẽ gọi một hàm sub integer pwork k1, chúng ta sẽ đưa vào là step 1. Oh sorry. Giờ đây không sao cả. Chúng ta sẽ tạo ra một cái tem 1 ở đây. Tem 1 integer. Rồi. Đấy. Tương tự k2 trừ k1 ra tem 2 define tag, chọn kiểu dữ liệu là local stem. Rồi sau khi chuyển xong rồi thì hai cái giá trị này vẫn là integer thì không thể chia cho nhau được, thì chúng ta sẽ sử dụng một hàm convert. Đây, phím tắt, tại tôi hay sử dụng phím tắt quen. Đây thì convert nó sẽ nằm ở cái thư viện là convert. Đây, conversion. Ha. Còn giờ chúng ta sử dụng quen rồi thì chúng ta cứ sử dụng phím tắt add shift F5. Shift F5. Đánh chữ còn xong. In to real tem 1 sang tem 3 tương tự copy paste tem 4 define tag tem 4. Rồi sau khi có được hai giá trị này rồi thì chúng ta mới chia ra rồi divide, rồi chúng ta sẽ lấy tem 3 chia tem 4, chúng ta sẽ ra một cái gọi là no
lồm lại, đúng không? Giống như cái hàm thôi, mình đặt thôi. Rồi giờ chúng ta có đã có cái đấy rồi đúng không ạ? Giờ chúng ta sẽ còn lấy high limb trừ low limb. Tiếp tục thì chúng ta ha, những cái này chúng ta có thể cắt lên một network cũng được, không sao cả. Đây đó, làm xong đưa lên một network cũng được cho nó gọn. Shut. Giờ chuyển qua số thật, hai là mat trừ min, giờ là tem 5. Rồi như vậy tiếp tục chúng ta đã có ở đây nè, công thức của chúng ta là có là in nè, p quạt nè trừ k1 nè và k2 nè trừ k1 nè. Còn cái này chúng ta sẽ có là pi p quạt nè trừ k1 nè chia k2 trừ k1 nè và chúng ta có là 2 nè trừ low nè, chính là max trừ min này. Rồi việc còn lại của chúng ta là sẽ lấy hai hàng này nhân lại với nhau thì chúng ta sẽ lấy một cái hàm multi. Nhân lại cho ra một cái là tem 6. Rồi thì chúng ta sẽ có là chúng ta sẽ có một hàm S tem 6 cộng min bằng value. Đó. Nếu chúng ta không thích thì chúng ta cứ tự hào chúng ta ngồi viết, không sử dụng hàm nào tên gọi. Rất đơn giản, đây là một cái chương trình đơn giản. Tuy nhiên có những chương trình khác phức tạp hơn. Nếu chúng ta không sử dụng những cái function tiện ích của nó thì chúng ta cứ ngồi thoải mái làm. Cuối cùng chúng ta tự giết thời gian ở đây. Rồi, cell combine thì chúng ta sẽ ra đây. Rồi, thử. Giá trị mọi người nhìn trên và dưới hai giá trị này không bao giờ bằng nhau.
không bao giờ bằng được. Tại vì thứ nhất, mọi người tập trung trên thì quên tập trung dưới, và thời gian khi mắt thay đổi, chưa kể là vòng quét của PUC đó là khác nhau giữa network trên và network dưới. Trên thực hiện trước, dưới thực hiện sau, do đó cái vị trí ở dưới và trên hoàn toàn khác nhau tại một thời điểm. Yeah. Thì cái công thức này đó là mọi người có thể tùy mình sử dụng, tái sử dụng theo cách nào cũng được dễ dàng. Giờ có về phần tiếp tục về phần bài tập để mọi người làm, đó là mọi người mình muốn mọi người viết một cái công thức để lưu lại trong thư viện của mọi người, đó là unlock out. Cũng tương tự như vậy thôi, chẳng qua là đảo ngược lại, công thức nó không có gì thay đổi cả. Giữa in và out chỉ là gì? Nó cũng vậy. Giờ đây là giá trị input. Về analog thì chúng ta hiểu in và out giống nhau, phát xung và đọc xung cũng chẳng sao. Giá input đó là chúng ta đọc vào từ 10 tới 100 sẽ tương đương với 0 đến 27648 chẳng hạn. Thì cái giá trị này là giá trị mà đo và nó trả về PUC, là giá trị mà mình đo bằng điện áp hoặc là dòng điện 4 tới 20. Rồi. Đường thẳng đi qua đây. Giờ còn đây là trục X, đây là trục Y. Tức là giá trị chúng ta đọc được trong PUC là giá trị này, đúng không? Bỏ này đi. Cái này là giá trị muốn hiển thị ở đâu tùy mọi người. Là scale tương đối thì cái này tương đương là 10 tương đương với 4 này, 100 tương đương với 20 này, thì nó sẽ đọc vào PUC đây. Đây là giá trị vật lý và điện mà nó có con cảm biến nó hoạt động. Thì mình đọc vào PUC là tầm này. Đó. Còn giờ đó, giá trị mà chúng ta xuất ra về nguyên tắc nha, mình không biết là mọi người hiểu về cái tín hiệu analog thì mình nói lại thêm cái đường về vật lý một chút xíu cho mọi người chưa nói được. Thứ nhất, tín hiệu vật lý nhiệt độ, áp suất, ánh sáng, lắp 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 lắp, tất cả những cái này tín hiệu vật lý qua cái sensor transducer thì nó sẽ cho ra một cái giá trị mình gọi là analog. Về bản chất thằng này là analog, nhưng mà analog là analog vật lý, còn này là analog điện. Thì giờ cái này á, mình không có đo được, mình buộc phải trên hệ thống, trên thiết bị lúc nào có một cái bộ ADC, bộ giải mã, mã hóa từ cái tín hiệu này sang cái đấy, thì nó mới vào đây là một cái số digital cho chúng ta. Và thiết bị này, đây là một con cảm biến cho ra này. Còn bộ ADC này, đây chính là cái module AI của chúng ta. Module AI của chúng ta là này. Thì cái số mà chúng ta đọc được ở ngay chỗ này là vị trí của đưa vào PUC, nên cái số lúc nào chúng ta đọc cũng là cái số này. Rồi, còn tín hiệu đi ra thì ngược lại, nó cũng phải là từ digital đi ra, nó không có lý do gì vào một kiểu ra một kiểu, vào một chuẩn phải ra một chuẩn. Đây, ra đầu này là đầu ra. Đây là cái giá trị tới, mọi người lưu ý nhé,
nó cũng có một cái mạch giải mã. Giờ chúng ta công thức này cái vào trong đây, chúng ta sử dụng hàm scale để đặt cái giá trị này, để hiển thị ra cái giá trị mong muốn ở đây. Còn đối với chúng ta, khi chúng ta làm việc xuất ra tới module, nó phải là digital. Tại vì tới đây nó phải có tiếp một con là DC, digital convert to analog. Thì cái đây chính là analog output. Cái chỗ này là analog input, chỗ này là analog output. Vậy cái chỗ này là process chúng ta mong. Không, nãy giờ chúng ta so sánh rồi chúng ta xuất ra con số này. Không vậy, chúng ta vừa dùng cái value của chúng ta thông thường là số thật, là real. Thì nó phải convert sang cái trị số như thế này tương ứng để chúng ta hiểu. Ví dụ chúng ta muốn xuất từ 0 tới 10V thì thằng này ra đây nó phải 27648. Rồi qua cái module ADC này nó cho về 0 tới 10V. Đó là cái module làm chúng ta không can thiệp, phần cứng chúng ta không can thiệp được. Và chúng ta chỉ so sánh được cái vị trí chỗ này thôi. Thì ở đây chúng ta mới sử dụng một hàm unscale để chúng ta biến đổi lại. Và cái phương trình của chúng ta lúc này á, chắc phải đảo lại một chút xíu đối với analog output. X là đi từ 0.0 tới 10.0 chẳng hạn. Hoặc là đây là giá trị điện áp. Còn nếu chẳng là 4.0, 10.0. Hoặc chúng ta muốn thể hiện dưới đó là một giải đo thì nó là 10.0 tới 100.0 mm. Thì nó phải trả về cho con chúng ta con số từ max tới min 27648. Và đây cũng là một phương trình đường thẳng nữa. Đây cũng là một phương trình đường thẳng. Nhưng mà thể hiện đạo vị trí ít lúc trước nằm đây, giờ nằm đây. Công thức đảo của analog output xuất ra cũng tương tự, cũng một công thức duy nhất. Cái này coi trong sách cũng có. Cái nào có sách thì có thể đọc trong sách. Còn không trên mạng, cái đường mai này là cái đường mai về cảm biến thôi, không có gì cả. Thì phương trình cuối cùng của mọi thứ vẫn là analog out sẽ bằng x trừ trừ min chia cho max trừ min nhân không min, chỗ này nó là K1, mình đảo hai cái trục lại. Thì đây, lúc trước ca min là ở đây, thì giờ đây là K1. Nó đảo ngược lại. Và mọi thứ chuyển của nó từ cuối cùng nó chuyển sang gì ạ? Integer. Tại vì vào integer ra integer. Công thức không có gì đổi cả, chỉ có đổi giá trị và đổi cái trục thôi. Mọi người viết cái hàm lại thì chắc chắn ở đây phải sử dụng một hàm convert để chuyển đổi từ real sang integer. Yeah, I'm there.